đời nọ tới đời kia, thánh tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng ý định cứu dân người khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàng. Nhân dân cha và con và thân thần, Chúa ở cùng anh chị em, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một ngày mới. Kính thưa cộng đoàn, tối qua trước khi đi ngủ, thật sự thì con nhói lòng khi có một người chị em quen biết gửi cho con một cái hai cái đoạn video chị hát, và nhói lòng khi mà thấy tóc chị không còn một cọng nào trên đầu, và được biết cách đây vài tháng là chị bị ung thư, và chị nói ngày 11 tới đây thì chị sẽ vào thêm đợt thứ ba hóa trị. Và chị nhắn một câu rất là dễ thương: em ơi, còn ngày nào vui thì cứ vui. Và chị thấy Chúa thương chị nhiều quá. Kính thưa cộng đoàn, đó là một cái ơn lớn cho chị khi chị phải cầm trong tay cái án tử ung thư mà chị vẫn cảm thấy niềm vui, bởi vì Chúa thương chị. Khi con nghe chị nói câu đó, con nhói lòng, bởi vì chị đã mang án tử, nhưng mà phần nào an ủi bởi vì chị nhận ra tình thương của Chúa. Chắc chắn không ai muốn mình bị ung thư như chị, nhưng mà tạ ơn Chúa là chị đã nhận ra được ơn Chúa trên cuộc đời của chị. Và rồi ngày hôm nay, ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta cùng xin Chúa cho chúng ta nhìn lên thánh tâm của Chúa, để chúng ta cảm nhận được một tình yêu mà Chúa thương yêu, Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng gặp điều này điều kia trong cuộc đời, chúng ta gặp những khó khăn trong cuộc đời, thử thách trong cuộc đời, nhưng mà có lẽ mỗi người chúng ta cũng chưa có cầm trong tay cái án tử như cái chị quen của gia đình chúng con. Xin Chúa cho chúng ta thêm ơn cho chúng ta, để khi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu, nhìn lên thánh tâm của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và từ thánh tâm yêu thương đó, chúng ta lại xin Chúa cho chúng ta biết yêu thương anh chị em chúng ta như Chúa đã yêu thương chúng ta. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình và cho mọi người chúng ta. Để thắng lợi chúng ta dần bớt phần bớt xứng, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những tội lỗi, những yếu đuối của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng người bên đường Chúa Cha đi chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta lên sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa là cha từ ái khôn lường, xin dùng sức mạnh của con một Chúa củng cố tâm hồn chúng con. Xin cho ngọn lửa vẫn thiêu đốt thánh tâm người, cũng thiêu đốt tâm hồn chúng con. Nhờ đó chúng con sẽ nên giống người hơn nữa và đáng hưởng hạnh phúc người đã đem lại cho chúng con. Người là Thiên Chúa hàng sống và hiện trị cùng Chúa hiện nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Và chí sư của anh Phaolô công đồ người tín hữu Philippi, thưa anh em, xin hãy cùng nhau mắt trước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương Chúa chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cuộc là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cá bụng và cái họ lấy làm vinh quang là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian, còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nói lòng mang đời Đức Giêsu Kitô từ trên trời cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Đó là lời Chúa.
cung cách của người trần gian
Và như Chúa Giêsu nói rằng là người đời này người ta khôn khéo theo kiểu của thế gian, nhưng chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Chúng ta là con cái quan sát, chúng ta khôn ngoan không theo kiểu của thế gian, nhưng mà chúng ta khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa. Và điều đó là điều mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Chúng ta thường ở đời chúng ta hay chạy theo kiểu của thế gian để chúng ta khôn khéo theo kiểu của thế gian. Thánh Phaolô vừa nói với chúng ta: thưa anh em, xin anh em hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Ngài nói đau đớn. Bây giờ tôi phải phát khóc lên để mà nói với anh em, bởi vì có một số người sống đối nghịch với thập giá của Đức Kitô, và chung cục của họ là hư vọng. Chúa họ thờ là cái bụng và lấy vinh quang là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn quê hương của chúng ta trên trời, chúng ta nhóng ngóng đợi ngày Đức Kitô đến cứu độ chúng ta. Chúng ta thấy Thánh Phaolô nói rất thẳng và rất thật với chúng ta. Anh em rất thân mến, anh em phải kết hợp với Chúa mà sống vững như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình chơi với bạn, mình sẽ ảnh hưởng bạn ít nhiều gì đó. Không phải ít nhiều mà rất nhiều. Mình chơi với người bạn nhậu, con người mình sẽ trở thành người bạn nhậu. Mình chơi với người gian dối, sẽ trở thành người gian dối. Mình chơi với cái người hay nói hành nói xấu người khác, thì mình cũng sẽ trở thành người nói hành nói xấu người khác. Khi mình kết hợp một thiết với Đức Kitô thì chắc chắn mình sẽ trở nên giống như Đức Kitô. Bởi thế con vẫn thường chia sẻ, những người mà đi lễ hàng ngày không phải là người đạo đức, nhưng mà nhờ kết hợp với Đức Kitô họ đạo đức hơn. Còn những người mà cắt xén thời gian với Chúa, không dám dành cho Chúa thời gian, thì có lẽ mình phải coi lại cuộc sống của họ. Và chúng ta dễ bị tiêm nhiễm cái trần gian này nếu chúng ta không bám vào Chúa. Con người của chúng ta cứ đuối mộng dần. Nếu có Chúa, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn thử thách. Còn nếu như không có Chúa, chúng ta dễ hành xử theo kiểu của người đời. Ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy hành xử theo kiểu khôn ngoan của Thiên Chúa, con cái của Thiên Chúa, là chúng ta biết nhắm tới cái nước trời là quê hương của chúng ta, chứ không phải ở cái trần gian này, cái trần gian tạm bợ này. Ngày sáng hôm qua con có chọc hai cái em nó tới đây nó sân nhà, hỏi nó làm gì, nó làm mọt. Cậu biết làm hòm không? Nhà con bán hòm. Thì con mới trêu, con nói cậu làm cho tớ cái hòm đặc biệt. Nó hỏi hòm gì cha? Con nói tớ cậu quét cho tớ hai cái lỗ hai bên. Hỏi làm gì vậy? Nói tớ thè tay ra lấy tiền phun điếu. Thì nó mới bảo con quét cái lỗ ở dưới, cha lấy cái chân cho cha kẹp được mớ phong bì. Xong rồi có một người chọc cha nữa: nếu mà quét thì phải quét ở trên lỗ nữa để cho sọc mớ tiền vô nữa. Qua cái câu chuyện đó xem ra là thâm thúy lắm chứ không đùa đâu. Cuộc đời của chúng ta chết rồi sẽ phải ra lấy tiền cúng biếu. Chết rồi mà lấy tiền để làm gì? Chết rồi mà vẫn tham. Nhiều người trong chúng ta chết rồi mà vẫn tham, gần chết rồi mà vẫn tham, cái chết tới nơi mà vẫn tham. Thì chúng ta thấy chúng ta có quyền lựa chọn trong cuộc đời này. Nếu như chúng ta thấy cuộc đời này là mục đích, là quê hương của chúng ta có quyền vung vén, chúng ta có quyền cất giữ. Còn nếu như chúng ta xác định rằng cuộc đời của chúng ta chỉ là một chuyến hành hương, một ngày nào đó chúng ta phải trở về với quê hương của chúng ta, thì chúng ta sẽ không còn vung vén nữa. Cuộc sống ai cũng cần tiền, nhưng mà tiền nó không phải là mục đích. Hẹn kia có người chuyển cho con, chuyển về cho cha xứ 20 mấy triệu, thì con giao cho ngài 2 ngày. Sáng hôm qua đưa cho con 5 triệu tiền cơm, trả tiền này tiền kia. Tối hôm qua nói: ê, cái cục tiền cậu đưa cho tớ hết. Thì con mới cười, con nói tiền đi vào cái nhà này cũng giống như gió vào nhà trống. Ngày nào cũng vậy, người miệng ăn thợ thầy, đúng thứ chuyện hết, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết. Đâu có đơn giản, đâu có ai mà tài trợ cố định,
lâu lâu có người này người kia giúp cho ngài làm. Thế ngài nói câu hết tiền rồi cũng mắc cười chuyện bình thường. Cái nhà này biết bao nhiêu tiền phải chi, biết bao nhiêu tiền phải chi. Thì chúng ta thấy đó, cuộc đời cần tiền nhưng mà nó không phải là cái mục đích của cuộc đời. Ai nào đó chạy theo tiền, ai nào đó chạy theo danh vọng là quyền của họ. Như con chia sẻ lúc đầu lễ, một người chị thân quen với gia đình, khi mà chị cầm cái bản án ung thư và cố gắng hóa trị để mà kéo dài sự sống. Và chúng ta thấy những người ung thư thì khó qua, như mẹ con bụng bạch khi phát hiện chỉ còn 3 tháng nữa là ra đi. Và nhớ tới những người thân quen của chúng ta, ai trong chúng ta ít nhiều gì cũng đã quen những người thân của chúng ta, bạn chúng ta bị ung thư. Ung thư đến rất nhanh và rất vội, và những người bị ung thư cố gắng để mà kéo dài sự sống. Và chúng ta dù không ung thư nhưng mà tuổi chúng ta cũng một ngày nào đó cũng sẽ đến cái tuổi ra đi, tuổi già. Và khi chúng ta ra đi rồi, chúng ta không mang được gì cả. Ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn vào cung cách sống của người quản lý bất lương. Chúa không phải biểu chúng ta hành xử như người quản lý bất lương, nhưng Chúa mời chúng ta sống theo kiểu khôn ngoan của thế giới của con cái Thiên Chúa, để khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta có một chỗ trong cuộc lòng của Thiên Chúa. Thầy Chúa chúc tụng Chúa lời Chúa cả trời đất Chúa rất rộng lan cho chúng con bánh hay đó màu đồ đất của đồ công của con người. Chúng con nghe lời Chúa để trở nên ban trường sinh nơi sống chúng con. Chúng con Thiên Chúa đến muôn đời. Thầy Chúa chúc tụng Chúa lời Chúa cả trời đất Chúa rất rộng lan cho chúng con người này là sản phẩm từ nhau và đồ công của con người. Chúng con nghe lời Chúa để trở nên của thiên linh cho chúng con. Chúng con Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để thiên linh của tôi luôn là của anh chị em được Thiên Chúa là cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhờ ý về mời tay cha để lạy Chúa vì tình yêu khôn tả Chúa đã ban cho chúng con, chính con một Chúa. Xin cho chúng con được kết hợp với người để cũng là chúng con dân đáng được Chúa thương tình chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chính thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng cả nào đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì tình thương lạ lùng khi chịu treo trên thập giá, người đã tự hiến thân vì chúng con. Từ cạnh sườn bị đâm thủng, người đã để máu và nước chảy ra hầu khơi nguồn các ý thức của hội thánh. Nhờ đó khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của Đức Cứu Thế, thì được luôn vui mừng phúc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con khen ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca ngợi vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, ô đô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu của Jesus Kitô Chúa chúng con. Khi tự mình gặp mình chịu khổ hình, được cùng lấy bánh tạ ơn và ra vào trao cho các môn đệ mà nó. Tất cả các con thì nhận lấy mà ăn. Vì đây là mình Thầy sẽ bị làm gì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nó. Tất cả các con thì nhận lấy mà uống vì đây là chén máu Thầy. Máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và người được tha tội. Các con làm ngày mình nhớ đến Thầy. Đây là một nhìn đức tin. Lời Chúa chúng con nằm đây đã chịu chết. Và tin xin Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lời Chúa khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con nhân lên Chúa bánh trường sinh và kén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông thần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Alagio giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhận lời những người nhà chúng con cầu nguyện. Xin nhớ đến linh hồn Yuse, Maria, Agatha, Michael, Lucia, Marta, John Baptista, Teresa, Anton, Anna Maria. Các linh hồn không ai nhớ đến cầu nguyện cho mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết nhưng con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nào xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong Nam Đức trên nơi ức, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà hoan danh được và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cũng thế mà tôi giải thích người dạy. Chúng ta dâng nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha là sanh, được Cha trị đến như Cha thì như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay ơn đáp hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cần dỗ như cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin bái thương cho những ngày chúng đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi đời lòng ích và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đến cứu độ chúng con. Vì lương thiện, lý lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Để Chúa Giêsu Kitô chúng ta nói với các tông đồ rằng thầy ban bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con nhưng xin nhìn đến đức tin của thánh Chúa. Xin ban thân ban cho thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàng sông và hiến trị muôn đời. Amen. Bình an của cùng anh chị em và ở cùng cha. Chị em chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Để chiên thiên Chúa để đánh xóa tội trần gian, phước cái được mà đến địa thì chiên thiên Chúa. Lời Chúa con chẳng xin Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Một người lính cầm giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu tức thì máu cùng nước chảy ra. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, chúc người cho chúng con tham dự vào bí tích tình yêu. Xin cho chúng con ngay từ cõi đời này được đánh dấu con một Chúa, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được chung hưởng vinh quang với người vì hàng sông và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống phúc lành cho anh chị em. Amen. Lên sông nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Ngày lớn vừa mẹ nhân lành lành cho chúng con được sống được vui được chạy thân lại mẹ. Chúng con còn cháu ơi và ở chỗ khắp đầy kêu đến cùng và chúng con ở lời thăm lòng. Con xin giá mắt lưng sang chúng con, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu quang lòng và rộng phúc. Ôi hoan thay nhân thay diệu thay Thánh Maria trong đời đầu trinh an.